Dạ vâng, hôm nay ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe Kia Celanto nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về, mang biển kiểm soát Hà Nội 30A50498. Một mẫu xe mang nước sơn màu bạc, tư nhân chính chủ, mở biển Hà Nội, hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979790975. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Bác nào mà thích dòng nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc bản sedan hai đầu, tư nhân chính chủ, biển Hà Nội này đấy, hãy cứ alo trực tiếp cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em có địa chỉ ở thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Đấy, bên em là đơn vị chuyên kinh doanh mua bán, trao đổi, ký gửi tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Vậy thì bác nào mua xe cũng như bán xe, hãy cứ alo cho em các bác nhé. Đấy, alo trực tiếp cho em để được cái giá tốt nhất luôn. Vâng, bác nào mà không đến được trực tiếp bãi xe của em xem xe, test xe thì cứ alo cho em, cọc cho em khoảng 1-2 triệu đến 3 triệu. Đấy, làm phí lộ vận chuyển, em sẽ vận chuyển đến tận nhà cho các bác xem xe, test xe tại nhà các bác luôn. Đấy, sơn xi thì màu bạc, vâng, sản xuất 2009, mà ngỡ như là 2019 các bác nhá. Đấy, đề lỗ startup này, vâng, túi khí an toàn, bàn phím tích hợp trên mô lăng. Vâng, một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, phải nói là đẹp, xuất sắc luôn. Vâng, keo chỉ zin các bác nhá, keo chỉ zin toàn đặc luôn. Đấy, cất tất cả táp ly cánh cửa các bác này. Đấy, vẫn còn gai sần rất là đẹp các bác nhá, âm thanh rất là hay. Tất cả những cái ốc ác bản nề này, đấy, nguyên đai nguyên kiện các bác nhá, nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy, một mẫu xe phải nói là đẹp tuyệt vời. Mẫu xe không taxi, không dịch vụ, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước các bác nhá. Một mẫu xe gia đình xịn sò luôn. Vâng, phải nói là đẹp tuyệt vời các bác nhá, ốc ác bản nề. Chưa hề động đến ca lê mỏ lết luôn. Đấy, chưa hề động đến ca lê mỏ lết các bác nhá. Hệ thống cột kèo. Đấy, cột kèo zin. Vâng, máy số zin luôn. Đấy, một mẫu xe màu bạc xịn sò nguyên bản theo xe. Đấy, nội thất thì rất là tươi. Nội thất ở bên dưới của nó vẫn là ghế lỉ các bác nhá. Ghế lỉ bên trên đã khoác trên mình bộ áo ghế da. Đấy, rất là bắt mắt luôn. Chân của nó các bác này, chân của nó là chân lỉ nguyên đai nguyên kiện các bác nhá. Chân lỉ nguyên đai nguyên kiện theo xe. Đấy, táp ly của cánh cửa này, táp ly cánh cửa đằng sau bên phụ các bác nhá, âm thanh thì rất là hay luôn. Đấy, coi xem tất cả những cái táp ly cánh cửa này vẫn còn gai sần rất là đẹp luôn. Chiếc Kia Celanto sản xuất 2009 nhập khẩu nguyên trước các bác nhá, nhập khẩu nguyên trước toàn quốc bản sedan hai đầu, động cơ chỉ 1.6 thôi. Vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe là tầm khoảng 7 lít xăng trên 100 cây số mà chở được 5 người. Và giá tiền chiếc này chỉ với 295 triệu đồng. Vâng, 295 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Celanto nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc về. Đấy, em gái đến từ Hàn Quốc các bác nhá. Hệ thống của lốp của đằng sau bên phụ các bác này. Đấy, lốp xe thì rất là đẹp luôn, khá là dày dặn các bác nhá. Cua lốp này không hề có hiện tượng mục mọt luôn. Sơn xi màu bạc xịn sò, la răng đúc, túi khí ABS đầy đủ. Gương kính chỉnh điện, xi nhan báo rẽ trên gương. Vâng, biển kiểm soát lại còn Hà Nội 30A. Đấy, 50098 các bác nhá, 50498 này. Đấy, hàng nhập khẩu thì tôn vỏ nó rất là dày. Đồ đạc của thằng Kia thì rất là dễ thay thế, không hay hỏng hoạt các bác nhá. Bản sedan hay đâu, rất là xịn sò luôn. Đấy, đây là phần cảm biến nôi, cảm biến va chạm các bác này. Đấy, đầy đủ các bác nhá. Đấy, tư nhân chính chủ mà còn biển Hà Nội luôn. Đấy, hệ thống quả lốp của đằng sau bên trái các bác này. Đấy, lốp jack thì rất là ok, rất là dày dặn luôn. Đấy, cua lốp các bác nhá. Đấy, hệ thống cua lốp này các bác xem, không hề có hiện tượng mục mọt chi. La răng đúc 4 bánh này. Đấy, la răng 5 chấu rất là khỏe khoắn luôn. Và đây là phần hệ thống táp ly của cánh cửa này. Táp ly cánh cửa của đằng sau bên lái các bác nhá. Đấy, táp ly của nó này vẫn còn gai sần rất là đẹp luôn. Đấy, lớp lỉ nguyên zin. Đấy, hệ thống khung cánh cửa này
không hề có một chút bụi mọt nào các bác nhá. Đấy, keo chỉ đây, keo chỉ zin, vâng, keo chỉ zin đều tao tắp luôn, bệ bậc lên xuống đã được dán đề can rồi. Đây các bác xem tất cả những ổ ngập khóa này. Đấy, rất là đẹp luôn, 2009 mà cứ ngỡ như là 2019 các bác nhá. Đấy, hiện tại chiếc Kia Cerato bên em đang chào bán với giá là 295 triệu đồng. Bên em có bao gói hồ sơ gốc về cho các bác và cũng có hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền tổ quốc cho các bác. Phần táp ly cánh cửa đây, táp ly cánh cửa của đằng trước bên lái các bác nhá, bảng tổng của gương kính chỉnh điện, âm thanh vũ trường rất là hay luôn. Đấy, tất cả những cái khung cánh cửa này. Đấy, không hề có hiện tượng mục mọt các bác nhá, keo chỉ zin luôn. Đấy, keo chỉ zin, máy số ngon, gầm bệ chắc. Đấy, côn số thì rất là ngọt ngào luôn. Hệ thống táp ly này. Đấy, vẫn còn gai sần này. Đấy, những cái tay lắm mở cửa các bác xem này. Đấy, đẹp lung linh luôn các bác nhá. Đẹp lung linh luôn. Bệ bậc lên xuống. Ốc bản nề. Hệ thống tem mát theo nhà máy sản xuất. Đấy, tất cả những cái ốc áp bản nề chưa hề động đến ca lê mà lên luôn. Phần cột kèo của xe nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy, các bác xem và cảm nhận các bác nhá. Bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe Kia Cerato này, hãy cứ nhấc máy lên alo cho em. Đấy, phải nói là đẹp tuyệt vời luôn. Sau đây em sẽ đi sâu vào bên trong nội thất cho các bác xem và tham khảo một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc này. Vâng, đây là phần bô lăng của xe các bác này. Đấy, bô lăng 3 chấu này. Đấy, bô lăng kép, bô lăng của nó này, các bác xem. Đẹp tuyệt vời luôn các bác nhá. Đấy, con này thì phải nói là quá là đẹp luôn. Đấy, để lỗ cho ta tốp, sờ cái lỗ ngay các bác nhá. Xi nhan báo rẽ này. Hoạt động rất là trơn tru. Phun nước và gạt mưa. Đấy, ok luôn. Màn hình Android. Đấy, dạng chính hình các bác nhá. Đấy, tất cả này, đồng hồ đầy đủ các bác nhá. Đấy, con này phải nói nào, lông full kích đồ luôn. Đấy, một mẫu xe Kia Cerato. Dòng Kia thì máy móc của nó rất là lành rồi. Các bác mua về thì chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Đấy, có cả hộp đựng kính các bác này. Hệ thống chắn nắng này. Đấy, mở ra thì có cả gương trang điểm này. Ok luôn các bác nhá, gương chiếu hậu này. Đấy, phần kính lên xuống này. Hoạt động rất là trơn tru các bác nhá. Đó. Đấy, ok luôn các bác nhá. Đấy, một mẫu xe gia đình. Bàn phím tích hợp trên bô lăng các bác nhá. Đấy, hoạt động này. Đấy, bàn phím tích hợp trên bô lăng các bác này. Hộp đựng đồ này. Hệ thống quả số này, phanh tay này. Đấy, các bác xem những cái những cái nhựa này. Đấy, các bác xem đẹp xuất sắc các bác nhé. Đấy, quả số này chưa hề có sự hao mòn mấy luôn. Điều hòa thì rất là mát rồi. Đấy, một mẫu xe gia đình sử dụng, một mẫu xe Kia Cerato. Đấy, tất cả những cái nhựa ốp cột này khít khít các bác nhé. Trang bị cảm biến lùi, cảm biến va chạm đầy đủ luôn. Và sau đây em sẽ tiến vào phần hệ thống tổng quan của động cơ khoang máy cho các bác xem và tham khảo một mẫu xe Kia Cerato này. Phần hệ thống tổng quan của động cơ khoang máy của chiếc Kia Cerato sản xuất 2009 này, mang phiên bản số tự động, mang khối động cơ tổng quan nhá. Đấy, máy lổ rất là êm luôn. Đấy, tiếng máy lổ rất là thì thầm các bạn này. Đấy, phần hệ thống ụ giảm sóc này. Đấy, tất cả những cái đinh tán răng giật các bạn này, nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy, một mẫu xe gia đình xịn sò luôn. Đấy, đinh tán răng giật các bạn nhá, nguyên bản luôn. Không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ. Một mẫu xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, ngoài biển Hà Nội.
Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Kia Sedato nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, xe nhập khẩu giá thì rẻ như bèo, người nghèo cũng có thể mua được, với giá tiền 295 triệu đồng. Bên em có bao hồ sơ gốc và trong lát cũng như có hỗ trợ vận chuyển cho các bác nhé. Đấy, vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này, đấy, alo cho em, đấy, alo trực tiếp cho em, đấy, hoặc đến trực tiếp bãi xe của em, có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Linh. Máy móc thì khô ráo, không hề gì dầu các bác nhá. Hệ thống tổng quan của lắp capo này, các lỗ ốc gác này chưa hề động đến cả đêm một đêm luôn. Keo chỉ các bác nhá, keo chỉ zin luôn. Keo chỉ zin, các lỗ của nó tròn, không hề có hiện tượng bong méo này. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Lớp đề của nó vẫn còn nguyên zin, nguyên bản theo xe các bác nhá, nguyên bản theo xe luôn. Đấy, một mẫu xe Kia Sedato nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về. Đấy, một em gái đến từ Hàn Quốc phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Sơn xi thì màu bạc, đăng kiểm thì dài miên man, biển kiểm soát lại còn Hà Nội. Trang bị cảm biến lùi, cảm biến va chạm quanh xe luôn các bác này. Đấy, cảm biến lùi, cảm biến va chạm quanh xe. Đấy, hệ thống đèn pha các bác này rất là sáng bóng đều nhau luôn. Đăng kiểm thì còn đến tháng 12 năm 2022. Sau đây em sẽ tiến vào phần cốp sau xe thì các bác ra xem và tham khảo thôi nhé. Sau đây em sẽ mở cốp sau xe là em sẽ đi vào cốp sau xe các bác nhé. Cốp sau xe nó mở đây các bác này. Vâng, đây là phần hệ thống cốp sau xe các bác này. Bản sedan hai đầu thì cốp của nó rất là rộng rãi luôn. Đấy, rất rộng rãi các bác nhé. Tinh tán răng giật máng nước này, nguyên đai nguyên kiện luôn. Hai bên của nó này đều tấp tắp các bác nhé. Đấy, tổng quan của lắp cốp này. Đấy, rất là đẹp, keo chỉ zin luôn. Các bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe này, mua về sử dụng đổ xăng mà sử dụng các bác nhá. Zin cả xe luôn, bao zin toàn tập luôn các bác nhá. Bao zin bao phê cho các bác luôn. Đây, các bác xem sàn xe này. Đấy, sàn của nó đây, không hề có một chút mục mọt nào luôn. Kích trong đầy đủ các bác nhá, kích trong đầy đủ luôn. Sau đây em sẽ đánh cho phần hệ thống gầm của xe này. Đấy, các bác xem gầm bệ này. Đấy, gầm bệ thì không hề có một chút mục mọt nào luôn. Đấy, mà giá tiền chỉ với 295 triệu đồng. 295 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Sedato sản xuất 2009, nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về, biển kiểm soát Hà Nội, màu vàng. Đấy, khóa kiện nguyên bản theo xe, đề lộ cho nó tốt. Đấy, xi nhan báo rẽ trên gương, gương kính chỉnh điện, túi khí cũng như ABS đều. Vâng, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này, alo trực tiếp cho em. Đấy, theo số điện thoại đang ghi trên màn hình. Đấy, bác nào mà xem video của em, hãy nhớ ủng hộ em một cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau.